Vâng, em kính chào toàn thể quý vị. Và trong cái video ngắn buổi tối ngày Chủ nhật ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị một chiếc xe đạp tay thể thao full carbon. Và đây là cái gắp sau của xe, là gắp carbon. Quý vị thấy trong video là một chiếc xe vẫn còn rất đẹp. Điều thú vị nhất ở cái xe này là em thấy nó vẫn còn nguyên bản. Ngay cả cái bê đan của xe vẫn là một cái thương hiệu rất nổi tiếng. Cầu ta và tất cả hệ thống phanh và derailleur của xe thì người ta đều sử dụng một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Shimano. Và khung của xe cũng là full carbon như quý vị đang thấy trong video ạ. Và chiếc xe này thì em rất ấn tượng với nó, đó là chất liệu của xe là carbon. Và ngay cả cái giá để bình nước cũng là carbon. Một cái giá để bình nước rất đẹp ạ. Và ở điểm quay này thì quý vị thấy được là cái thiết bị quấn cái ghi đông nó vẫn còn rất mới, nó không hề có hiện tượng bị lão hóa. Và quý vị thấy được là cái phanh tích hợp derailleur nó cũng không hề có hiện tượng bị trầy xước. Điều đó chứng tỏ xe vẫn không bị va quẹt, đặc biệt là không có hiện tượng bị đổ, không có hiện tượng bị ngã. Lốp của xe vẫn còn rất mới, quý vị thấy trong video ạ. Lốp không hề có độ mòn. Và đây là cái thông số kỹ thuật của vành xe 622 nhân 15C. Và chiếc xe này thì nó không có đèn chiếu sáng và em sẽ tặng quý vị và các bạn một cái đèn chiếu sáng. Cái đèn chiếu sáng này em sẽ khuyến mại cho quý vị. Và đây là cái thương hiệu của xe rất nổi tiếng, Italia Mountain. Và chiếc xe này thì nó có cái size 44 và với một size là 44 thì nó sẽ thích hợp đối với các bác có chiều cao từ 1m65 trở lên thì chúng ta đi cái xe này sẽ rất là vừa dáng. Và tầng lip ở đằng sau là 10 tầng. Quý vị thấy được là cái mắt lip nó không có độ mòn. Đùi của xe vẫn còn rất mới, rất đẹp ạ. Và tất cả hệ thống phanh đều là một cái thương hiệu rất nổi tiếng của Shimano. Và chiếc xe thể thao full carbon này thì em xin thông báo là em bán về đường bay với mức giá là 16 triệu. 16 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua xin vui lòng cứ nhắn tin lại vào cái số Zalo của em. 16 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua xin vui lòng cứ liên hệ một trong hai số điện thoại của em đang hiển thị trên màn hình. Và để nối tiếp chương trình trong cái video ngắn ngày hôm nay, tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị một chiếc máy phát điện rất nổi tiếng của hãng Yamaha EF2300A. Công suất cực đại của máy là 2.0 kVA. Và chiếc máy này thì quý vị thấy được là trong YouTube người ta đã giới thiệu rất là nhiều. Và các anh YouTuber cũng nói đây là một chiếc máy trâu bò, có nghĩa rằng là nó rất khỏe. Chiếc máy phát điện này thì em thấy anh quản lý anh có nói rằng là gia chủ người ta mới thay cái dầu máy. Và dầu máy của chiếc máy phát điện này nó vẫn còn rất mới ạ. Và đây là cái model của máy ạ, Yamaha EF2300A. Và AC của máy là 20A. 2.0 kVA. Quý vị và các bạn thấy được là một cái thông số kỹ thuật của máy nó đã được hiển thị rất đầy đủ. Và với chiếc máy này thì quý vị và các bạn có thể dùng trong gia đình. Và chiếc máy này thì em xin thông báo em bán đường bay với mức giá là 15 triệu. 15 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà cho quý vị. Và đây là cái chỗ để tra dầu máy, dầu làm mát, dầu bôi trơn đấy ạ. Và em thấy dầu máy nó vẫn còn rất là mới. Một cái thương hiệu rất nổi tiếng của hãng Yamaha. Và chiều ngang của máy thì xấp xỉ khoảng gần 50 cm và chiều cao của máy là khoảng 40 cm và độ sâu của máy cũng là khoảng 40 cm ạ. Và chiếc máy này thì em xin thông báo là em bán đường bay với mức giá là 15 triệu là em sẽ đóng đường bay về đến tận nhà.
Quý vị và các bạn có nhu cầu mua chiếc máy phát điện này, xin vui lòng cứ nhắn tin lại vào cái số Zalo của em. Và với một chiếc máy phát điện này thì quý vị và các bạn sẽ không sợ bị mất điện nữa. Và nối tiếp chương trình ở trong cái video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị những cái mẫu rượu Tây rất nổi tiếng của Scotland. Và chai Macallan 12 thì em đã rút kinh nghiệm là em đã bỏ sẵn ra bên ngoài để quý vị thấy được cái thiết kế mẫu mã ở bên trong nó như thế nào. Qua đó quý vị sẽ có thêm những cái sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và có một số những cái mẫu rượu ở bên cạnh thì em sẽ review chi tiết và em sẽ báo giá từng loại một để quý vị có thêm những cái sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và với chai Macallan 12 hàng full hộp xốp thì em bán về tận tay với mức giá là 2.500.000. 2.500.000 là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Và những cái mẫu còn lại thì em bán về tận tay với mức giá là 2 triệu. Bởi vì cái chai Macallan người ta bán cao hơn, cho nên là bắt buộc em phải bán với mức giá là 2.500.000 để nó bù lại cho cái chi phí vận chuyển và cái chi phí thuế và chi phí bảo hiểm về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Và những dòng rượu Tây này, chúng em phải đóng một mức thuế rất là cao khi hàng về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Và cái chai Macallan 12 này thì em thấy khách hàng hỏi rất là nhiều. Và trong thời gian vừa qua thì em đã bán rất là nhiều những chai Macallan 12. Và đây là mẫu rượu hảo hạng đến từ Scotland. Quý vị và các bạn hoàn toàn có thể mua để tặng người thân trong gia đình vào những cái dịp lễ Tết. Và những chai bên cạnh, Balmori thì em bán về tận tay với mức giá là 2 triệu. 2 triệu một chai là em sẽ bao ship về đến tận tay cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua xin vui lòng cứ nhắn tin lại vào cái số Zalo của em đang hiển thị trên màn hình ạ. Và quý vị xin lưu ý là cái số Zalo của em là số Zalo bên Nhật Bản. Còn số Zalo bên Việt Nam đó là số Zalo của người đại diện pháp lý của em. Nếu như có vấn đề về lừa gạt, quý vị và các bạn cứ liên hệ với người đại diện pháp lý của em ở bên Việt Nam và người ta sẽ có trách nhiệm hầu tòa quý vị. Balmori 12, những chai rượu rất nổi tiếng đến từ Scotland. Và cái mẫu này thì em bán về tận tay với mức giá là 2 triệu một chai. 2 triệu một chai là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà. Và bên cạnh thì nó có một số những chai của The Genevieve. Chai này thì em cũng bán về tận tay với mức giá là 2 triệu. 2 triệu là em sẽ bao ship đường bay về đến tận nhà cho quý vị. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua, xin vui lòng cứ nhắn tin lại vào số Zalo. Và nối tiếp chương trình trong cái video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị cái quang cảnh mà em mua một số những cái sản phẩm trong các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản. Và lúc này ở Nhật thì đang khoảng 17:30 và quý vị thấy được là trời đã rất là tối rồi. Và trong tiệm đồ cũ này thì hôm nay em ghé qua thì em có mua được một cây piano và một cái lọc không khí của hãng Daikin. Và nhân tiện đây thì em cũng sẽ review qua để giới thiệu đến toàn thể quý vị là những cái hàng đóng về cam thì chúng em cũng phải hết sức là cẩn thận. Ngay từ cái khâu đầu vào chúng em cũng phải làm hết sức cẩn thận để đến khi hàng về đến tay quý vị nó luôn ở một trong những cái trạng thái rất là đẹp. Quý vị thấy được là đây là một cây piano mà em đã mua và em đã tháo rời chi tiết của cây piano này ra. Và bắt buộc cho em phải tháo rời chi tiết để khi đóng công về đến tay quý vị nó được nhiều hàng hơn. Thứ hai nữa là nó đảm bảo an toàn và nó sẽ không bị chảy xước. Và quý vị có thể thấy được là ngay cả những con ốc, con vít nó vẫn còn rất là mới, rất sáng. Và điều thú vị của cây piano này là em thấy cái nước đề can bên ngoài nó vẫn còn rất đẹp, không hề có hiện tượng bị chảy xước. Đặc biệt là chất liệu gỗ nó vẫn còn rất là khô và chắc chắn. Và đây là một trong những cây piano rất thích hợp để các bác mua để trưng bày trong cái không gian nội thất của quý vị và các bạn. Và hàng ngày thì quý vị thấy được là chúng em lang thang ra các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản để mua những hàng cho các chủ bãi đóng về Campuchia. Và ngoài ra thì chúng em làm cả YouTube để bán những mặt hàng tuyển, những mặt hàng đẹp về đến tận tay quý vị. Và đây là chiếc máy lọc khí của hãng Daikin. Và chiếc máy lọc không khí này thì
thì em thấy đời nó cũng rất là sâu rồi. Nhưng mà về đến tay quý vị và các bạn thì giá thành của nó sẽ độn lên rất là nhiều. Và quý vị thấy được là một cái bối cảnh làm việc của chúng em nó cũng rất hết sức là công phu. Mặc dù công việc rất là bận rộn nhưng chúng em cũng cố gắng là dành dụm một chút thời gian để làm YouTube giới thiệu đến toàn thể quý khách hàng những cái mặt hàng tại Nhật Bản. Và đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã quay trong cái video số trước. Và cuối cùng thì có một bác khách ở Hải Phòng bác đã chốt được. Và mức giá em bán về tận tay với chi phí bao ship đường biển về tận tay cho bác đấy là 78 triệu. 78 triệu là em sẽ bao ship đường biển về tận nhà cho bác khách. Và nhân tiện đây thì em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến toàn thể quý khách hàng đã luôn gửi những lời động viên cũng như là những bình luận góp ý để em xây dựng kênh ngày càng lớn mạnh hơn. Và thông qua video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến toàn thể quý khách hàng đã luôn tin tưởng Phượng Kỳ TV trong suốt thời gian vừa qua. Và thông qua cái video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến toàn thể quý khán giả trên mọi miền Tổ quốc. Mặc dù quý vị và các bạn rất là bận rộn nhưng vẫn luôn dành những thời lượng rất là quý giá để theo dõi các video ngắn của em. Quý vị và các bạn theo dõi hết video, xin vui lòng nhấn tay vào cái nút đăng ký kênh dưới bên phải góc màn hình để nhận được thông báo từ YouTube khi em đăng video mới. Một lần nữa thì em kính chúc toàn thể quý vị có buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc, bình an bên gia đình cùng người thân yêu. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị.